Xin chào tất cả các bạn, các anh chị đến với kênh của Hữu Đào Hyundai. Hôm nay thì Đào sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn giá xe Santa Fe lăn bánh các phiên bản tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại tỉnh. Và bên cạnh đó thì Đào sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn lãi suất vay ngân hàng khi mà anh chị mua Santa Fe. Đầu tiên đó là giá xe Santa Fe thì hiện tại là bao nhiêu? Giá xe Santa Fe, giá niêm yết thì vẫn như là bình thường anh chị. Santa Fe thì bây giờ chỉ còn hai phiên bản thôi, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Bản tiêu chuẩn thì có tiêu chuẩn máy xăng có giá là 1 tỷ 030 triệu, và tiêu chuẩn máy dầu thì có giá là 1 tỷ 130 triệu. Và bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta còn thêm phiên bản cao cấp Santa Fe, đó là cao cấp máy xăng thì có giá là 1 tỷ 240 triệu, cao cấp máy dầu có giá là niêm yết là 1 tỷ 340 triệu anh chị. Và sau đây là giá xe Santa Fe lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh, các phiên bản cho anh chị và các bạn, cập nhật cho anh chị và các bạn mới nhất thời điểm tháng 3 năm 2022. Giá xe Santa Fe dầu cao cấp bây giờ lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 tỷ 466 triệu đồng, và lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 1 tỷ 446 triệu đồng. Santa Fe máy xăng cao cấp thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 362 triệu đồng, và lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 342 triệu đồng. Santa Fe máy dầu tiêu chuẩn bây giờ lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 225 triệu đồng, và lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 205 triệu đồng. Đối với Santa Fe máy xăng tiêu chuẩn là phiên bản dễ tiếp cận nhất đối với anh chị và các bạn. Máy xăng tiêu chuẩn thì bây giờ lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 tỷ 119 triệu đồng thôi, và lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì máy xăng tiêu chuẩn chỉ có là 1 tỷ 099 triệu đồng là anh chị đã mua được Santa Fe rồi. Đó, về bản tiêu chuẩn so với bản cao cấp thì nếu như mà anh chị không so sánh nhiều về option thì bản tiêu chuẩn vẫn có cái giống nhau về giữa bản tiêu chuẩn với bản cao cấp, thì chúng ta giống nhau về khung gầm, động cơ, nội thất. Đó, ba cái quan trọng của cái chiếc xe thì gần như là giống nhau. Anh chị và các bạn có thể, chúng ta không lên được bản cao cấp thì chúng ta vẫn có thể sở hữu được Santa Fe tiêu chuẩn máy xăng hoặc máy dầu đã rất là sướng rồi. Ở thế hệ này thì Santa Fe chạy vô cùng thích và vô cùng sướng luôn. Rồi, tiếp theo là Đào sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn lãi suất, gói lãi suất vay mua xe Santa Fe. Gói lãi suất vay mua xe Santa Fe bây giờ đang có gói lãi suất vô cùng tốt cho anh chị và các bạn, đó là 0,6% trên một tháng, và quy ra một năm thì chỉ có là 7,4% trên một năm. Phải nói là đây là cái gói lãi suất vô cùng tốt cho anh chị và các bạn. So sánh gói lãi suất ưu đãi này ở thời điểm này cho anh chị và các bạn thì cái gói lãi suất 7,4% trên một năm và xuyên suốt thời gian vay thì nó thấp hơn là lãi suất cơ sở, lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nữa. Và đây là một gói lãi suất vô cùng tốt, đảm bảo anh chị và các bạn sẽ chọn ngay cái gói vay này đó, để mình để dành tiền. Mình có thể mua tiền mặt nhưng mà mình có thể là mình mua cái gói vay này với cái gói lãi suất cực kỳ thấp như thế này thì mình sẽ để dành tiền mình kinh doanh này kia, nó sẽ ok hơn. Mọi chi tiết anh chị và các bạn quan tâm đến Hyundai Santa Fe cũng như là cần được tư vấn về kỹ thuật xe, về thủ tục mua xe, tiền mặt cũng như là ngân hàng, anh chị và các bạn vui lòng hãy gọi điện trực tiếp cho Đào qua hotline 0931 443 055 để Đào tư vấn ngay cho anh chị và các bạn mua xe ha. Rồi bây giờ Đào xin mời các bạn và các anh chị cùng xem qua cái Santa Fe trước mặt các anh chị và các bạn. Đây là chiếc Santa Fe máy xăng cao cấp. Chiếc xe này đang mang nước sơn là màu xanh cho anh chị và các bạn. Những anh chị nào mà chưa thấy được màu xanh thì đây là cái xe
trực tiếp cho anh chị và các bạn xem nha. Cameraman quay một vòng ngoại thất rồi vô bên trong nội thất ha. Ở thế hệ Santa Fe 2022 thì phải nói là Santa Fe 2022 bây giờ không có gì ngoài công nghệ. Không có gì ngoài công nghệ anh chị. Santa Fe 2022 ở cụm đầu xe anh chị đã thấy là ngập tràn công nghệ rồi. Như là cái radar ở phía trước. Radar ở phía trước thì nó sẽ cho chúng ta biết là Santa Fe cao cấp được trang bị hệ thống SCC, gọi là hệ thống Smart Cruise Control, tự động bám theo xe ở phía trước và tự động phanh, rất là hay ở cái radar này. Rồi có mắt camera ở phía trước thì chúng ta biết được là chiếc xe này đã được trang bị camera 360. Đèn của Santa Fe cao cấp thì là đèn tự động cập pha cốt vô cùng thông minh, hay còn gọi là đèn Adaptive LED, công nghệ của Hyundai anh chị. Đó. Anh chị và các bạn có cái đánh giá như thế nào về cái đầu xe của Santa Fe này? Cá nhân mình thì mình thấy cái đầu xe Santa Fe thiết kế rất là táo bạo, không kém phần trẻ trung, mạnh mẽ và thể thao. Và phải nói là đẹp anh chị. Lý do vì sao Santa Fe bán được và bán chạy rất là chạy, đó là từ ngoại thất cho đến nội thất vô cùng chiều chuộng khách hàng. Do đó cái doanh số của Santa Fe vô cùng tốt kể từ khi mà Santa Fe ra mắt luôn anh chị. Rồi chúng ta đi một vòng ra phía sau này. Đây, quay cái nước sơn sát vào. Đó, cái nước sơn màu xanh cực kỳ đẹp luôn anh chị. Ở trên chìa khóa của Santa Fe 2022 thì cũng có cái nút đề nổ từ xa. Nếu anh chị nào mà chúng ta đã xem qua và cũng như là tìm hiểu về con Santa Fe này thì chắc chắn là anh chị sẽ không bỏ qua cái tính năng mà đề nổ từ xa này, rất thích hợp cho thị trường Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ ra phía sau này. Đó. Đuôi xe Santa Fe được trang bị đèn hậu full LED. Đèn hậu full LED và có một cái dây, có một cái thanh nhựa chạy dài từ trái sang phải. Cái thanh này thì anh chị có thể đổ lên, đổ đèn lên. Bản chất thì nhà sản xuất không có trang bị cho nó đèn, mình đổ cũng khá dễ dàng thôi anh chị. Rồi ở phía dưới thì có đèn xi nhan thì được thiết kế ở phía dưới ha. Rồi cảm biến lùi. Ở phía trước của Santa Fe cũng được trang bị cảm biến trước nha. Thế thì chiếc xe này là anh chị lái vô cùng an toàn luôn. Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương này, cảnh báo điểm mù hiển thị trực tiếp thông qua camera 360 trên màn hình táp lô. Rồi chúng ta có cảm biến trước, cảm biến sau. Camera 360 quay trực tiếp hiện lên màn hình trung tâm. Rồi chiếc xe này có hệ thống cảnh báo người đi bộ, cảnh báo người va chạm cắt ngang. Vô cùng nhiều tính năng an toàn cho anh chị và các bạn. Và đó là lý do vì sao mà khách hàng lại lựa chọn Santa Fe luôn luôn là dòng xe hot nhất năm 2021, đã giành được giải chiếc xe của năm. Đây, nói thì phải có chứng nha. Đây, anh chị và các bạn, nếu như mà chúng ta có tìm hiểu qua Santa Fe cũng như là có xem cái chương trình giải thưởng do VN Express tổ chức thì Car Awards nha anh chị, Car Awards 2021 thì chiếc xe Santa Fe này được VN Express công nhận đây là chiếc xe của năm. Đây là chiếc xe của năm 2021 và chắc chắn rồi, sang năm 2022 thì Santa Fe lại tiếp tục làm mưa làm gió, lại tiếp tục tục doanh số đứng đầu trong phân khúc và đi về khắp mọi miền tổ quốc để phục vụ cho khách hàng. Ở thời điểm tháng 3 này thì Santa Fe phải nói vô cùng hot anh chị. Nếu như mà anh chị đang có nhu cầu mua Santa Fe
thì anh chị và các bạn đừng ngại, hãy liên hệ ngay với Đào, cập nhật cho anh chị và các bạn về Santa Fe, lượng hàng, tồn kho cũng như là lượng đặt hàng của bên Đào. Thì bên Đào, Đào rất là tự tin để tư vấn cho anh chị và các bạn đặt cọc mua xe. Lượng xe của bên Đào khá là dồi dào, có sẵn gần như là đầy đủ màu sắc. Và lượng xe của bên Đào thì có số lượng đặt khá là nhiều, và Đào tự tin là đơn hàng Đào đặt từ nhà máy của bên công ty của Đào thì lượng hàng đặt vô cùng nhiều, và rất là tự tin có xe giao cho anh chị và các bạn khi mà anh chị đặt vô cũng như là mua ngay, giao ngay anh chị. Cốp của Santa Fe thì vẫn là một cái cốp điện thông minh. Cốp điện này thì chúng ta có thể điều chỉnh vị trí và set vị trí thông qua cái nút này ha. Mình có chia sẻ nhiều rồi, thì mình đi nhanh thôi. Rồi cái chiếc xe này bản chất nó là một chiếc xe 5+2 anh chị, chứ không phải là một chiếc 7 chỗ full size. Đó, thì 5+2 có nghĩa là 5 ghế chính và 2 ghế phụ. Thì để mà có một cái không gian hành lý đủ rộng, gia đình chúng ta đi đông người đi chơi xa thì chúng ta phải gập hàng ghế thứ hai này. Trường hợp mà anh chị và các bạn không dùng hàng ghế thứ hai này thì nó chỉ còn một cái khoảng hành lý như thế này thôi, và chúng ta để cũng khá là khiêm tốn, đồ khá là khiêm tốn thôi. Nhưng mà một chiếc xe 5+2 như Santa Fe thì chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Như vậy là quá là ok rồi. Về chiều rộng tổng thể cho đến nội thất, cái mức độ rộng của chiếc xe khi mà chúng ta ngồi lên xe thì Santa Fe là đứng đầu rồi anh chị. Một lực vừa đủ thì cốp sẽ chống kẹt nha. Cái này rất là hay, rất là thông minh. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng vào bên trong nội thất để xem lại một lần nữa nội thất của Santa Fe 2022 cho những anh chị nào mà chúng ta chưa xem. Bên cạnh đó thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với Đào để chúng ta xem thực tế tại showroom nha. Đây, mời anh chị xem nội thất của Santa Fe được kết hợp, đó là màu đen với lại là màu nâu đất. Và cảm giác khi mà mình ngồi vào trong xe thì cái nội thất này nó rất là hài hòa, rất là thoải mái. Và đó cũng là những cái chia sẻ mà đến từ những vị khách hàng so sánh nội thất của Santa Fe với nội thất của Sorento, hay là những khách hàng so sánh nội thất của Santa Fe với nội thất của Honda CR-V. Thì nội thất của Santa Fe, khách hàng chia sẻ rằng họ chuộng hơn, họ thích hơn cái không gian nội thất này. Ngồi nó rất là phù hợp, và màu đen kết hợp với màu nâu đỏ này nó cũng rất là bắt mắt và thoải mái khi ngồi trong xe. Không nói nhiều nữa thì cái anh chị và các bạn đều biết đó là cái yên ngựa này là cái thiết kế đặc sắc nhất, nổi bật nhất. Cần số bằng tay nắm thì bây giờ chuyển thành dạng nút bấm anh chị. Thì bây giờ có 4 nút như thế này. Và cái yên ngựa này đã lột xác chiếc Santa Fe về phần nội thất rất là lớn, và rất là nhiều khách hàng yêu thích cái yên ngựa như thế này. Rồi. Ở thế hệ 2022 thì Santa Fe đã thay đổi nhiều nữa, chứ không phải là cái yên ngựa này không anh chị. Đó là cái màn hình tablo của xe, là màn hình điện tử hẳn hoi. Tablo này là màn hình điện tử hẳn hoi ha. Và nó có cái đâm, chúng ta có thể thay đổi giao diện nhiều màu sắc ở trong cái phần cài đặt này. Đây, chúng ta có thể thay đổi cái phần đèn ha. Đó, mình có thể cài đặt ở trong đây cái giao diện thay đổi trên màn hình. Rồi màn hình trung tâm 10,25 inch, rất là
rộng và rất là mượt, xử lý rất là mượt nha. Chiếc xe này chắc chắn rồi, màn hình của chúng ta có thể kết nối Apple CarPlay cũng như là Android Auto, hay là kết nối Bluetooth đàm thoại rảnh tay gì trên vô lăng này. Có tính năng chân ga tự động Adaptive Cruise Control ở đây, rất là hay. Gương chống chói này, đèn, tất cả đèn đốm ở trong xe đều là đèn LED hết. Và cửa sổ trời toàn cảnh panorama có trên phiên bản cao cấp, chắc chắn rồi. Đèn ambient light trên những chiếc xe Mercedes thì bây giờ anh chị và các bạn có thể thấy ở trên những chiếc xe Hyundai Santa Fe thì cũng đã được trang bị đèn ambient light. Hệ thống loa của Santa Fe cũng được trang bị loa cao cấp. Ở thế hệ trước đời 2017 này kia, anh chị hỏi tư vấn viên là loa của xe là loa gì, thì tư vấn viên chỉ có thể nói là loa Hyundai thôi. Nhưng mà ở thế hệ này thì anh chị và các bạn nhận lại đó là một hệ thống loa Harman Kardon của Mỹ cao cấp, với cái dàn âm thanh vô cùng sắc nét. Bên cạnh đó thì anh chị và các bạn nhận lại một cái âm ly rời ở phía bên dưới cái ghế tài này. Thì bộ âm ly rời này giúp cho anh chị và các bạn có thể tùy biến âm thanh, chúng ta có thể độ âm thanh tùy thích. Và duy nhất theo mình biết thì chỉ có Santa Fe là có cái bộ âm ly rời để anh chị chơi nhạc như vậy. Phải nói là Hyundai họ rất là chiều chuộng khách hàng luôn. Rồi, ngoài ra còn rất rất là nhiều tính năng mà anh chị không nhìn thấy, như là túi khí trên phiên bản cao cấp được trang bị 6 túi khí này, 8 túi khí luôn anh chị, 8 túi khí luôn ha. Rồi hệ thống cân bằng điện tử, ổn định thân xe, chống bóp cứng phanh, hay là kiểm soát lực kéo TCS, hay là ESC, vô cùng ngập tràn công nghệ. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hàng ghế thứ hai có rộng không nha. Đây. Lúc nãy thì mình đã ngồi hàng ghế thứ nhất rồi ha, rất là thoải mái rồi. Đây, hàng ghế thứ hai như thế này thì anh chị và các bạn tự đánh giá là nó có rộng hay không nha. Chân của mình còn dư rất là dài, có thể duỗi dài ra đi đường dài này. Đó, ghế thì ngã cũng rất là sâu. Nằm như thế này thì ngủ rất là thoải mái, đi đường dài ha. Gác tay ở đây, gác tay ở trên cửa này, rất là mát. Đi ban đêm thì kéo cửa sổ trời ra và có thể ngắm sao, rất thoải mái anh chị. Ở phía sau thì bản cao cấp là có rèm cửa ha. Rèm cửa này là một tính năng phải nói là thiết kế rất là tinh tế. Ngồi sau thì mình có sự riêng tư và che nắng cũng rất là hay. Ở phía sau vẫn được trang bị cổng sạc 12V, rồi cửa gió anh chị. Điều hòa của xe chắc chắn là điều hòa tự động, 2 vùng độc lập. Nhưng mà đối với Santa Fe thì tới 3 vùng độc lập. Hàng ghế thứ 3 là một vùng độc lập riêng anh chị. Ok, những chia sẻ rất là nhanh cho anh chị và các bạn để chúng ta có thể tiếp cận được chiếc Santa Fe này. Anh chị và các bạn nếu như mà có nhu cầu mua Santa Fe thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với Đào qua hotline ha. Và bây giờ Đào xin phép cập nhật lại cho anh chị và các bạn một lần nữa giá xe Santa Fe, giá niêm yết cũng như là giá lăn bánh Santa Fe các phiên bản tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tỉnh ha. Santa Fe sang tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1 tỷ 030 triệu, dầu tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1 tỷ 130 triệu, sang cao cấp có giá niêm yết là 1 tỷ 240 triệu, và dầu cao cấp có giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu. Santa Fe dầu cao cấp lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 466 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh đó là 1 tỷ 446 triệu đồng. Santa Fe sang cao cấp lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 362 triệu đồng, và lăn bánh tại tỉnh là 1 tỷ 342 triệu đồng. Santa Fe máy dầu tiêu chuẩn lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 225 triệu đồng, và lăn bánh tại tỉnh đó là 1 tỷ 205 triệu đồng. Santa Fe máy xăng tiêu chuẩn
là phiên bản dễ tiếp cận nhất đối với anh chị và các bạn. Có giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 1.119.000.000 đồng và lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 1.099.000.000 đồng. Và xin nhắc lại với anh chị một lần nữa, đó là gói lãi suất vô cùng ưu đãi cho anh chị và các bạn, đó là 0.6% trên một tháng và lãi suất gộp một năm thì chỉ có 7.4%. Và lãi suất gộp một năm này, 7.4% này cố định cho anh chị và các bạn xuyên suốt thời gian vay lên đến 7 năm. Phải nói là gói lãi suất vô cùng ưu đãi. Bây giờ việc của anh chị là gì? Nếu như mà chúng ta có bất kỳ thắc mắc, có những câu hỏi gì, có bất kỳ những ý kiến gì, hoặc là cần tư vấn những vấn đề gì để chúng ta mua chiếc xe này, thì hãy vui lòng nhấc máy lên liên hệ ngay với Đào qua hotline 0931 443 055 để Đào tư vấn cho anh chị và các bạn ha. Đến đây thì Đào xin phép kết thúc clip tại đây. Xin cảm ơn và xin chào. Đừng quên là bấm nút like và nút đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hơn về các dòng xe Hyundai, đặc biệt là Hyundai Santa Fe. Xin cảm ơn và xin chào.